Ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1.287 container thiết bị máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng. Đây là vụ án do Hoàng Duy Tiến, sinh năm 1985, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ mưu và các đồng phạm thực hiện. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, Tiến móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật máy móc thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán nhằm hưởng lợi bất chính. Hoàng Duy Tiến và các nhân viên đã thành lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container. Ngoài ra, bị cáo Võ Văn Đông, sinh năm 1967, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng tháng 2 năm 2021 đã gặp Tiến nói là có người bạn có nhu cầu cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam nên gợi ý hỏi Tiến để thỏa thuận nhận làm. Tiến đồng ý nhận nhập khẩu các container hàng từ nước ngoài về Việt Nam cho Đông với chi phí 90 triệu đồng một container, đã bao gồm chi phí vận chuyển. Sau mỗi lần nhập container hàng vào Việt Nam và giao về kho thành công, Võ Văn Đông gặp Hoàng Duy Tiến tại cơ quan hoặc quán cà phê, đưa tiền mặt chi phí nhập hàng cho Tiến. Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 30 tháng 5. Sáng ngày 25 tháng 5, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu cho biết, hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, vụ sập dàn bê tông khiến 5 công nhân gặp nạn. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 5, công trình nhà ở kết hợp dịch vụ kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại địa chỉ 3436, đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đang đổ bê tông ở tầng 2 thì sập dàn bê tông. Hậu quả ban đầu ghi nhận có 3 người bị thương, 2 nạn nhân bị vùi lấp tử vong. Đơn vị thi công là công ty cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp thành phố Quảng Ngãi. Đơn vị tư vấn giám sát là công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định Bách Khoa Việt thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu phụ thực hiện nhiệm vụ thi công đổ sàn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bắt tạm giam Thái Văn Vĩnh, sinh năm 1966, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vĩnh Long, về tội vi phạm quy định khai thác tài nguyên theo khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra xác định, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vĩnh Long, thôn Trí Yên, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản là đất san lấp tại khu vực núi Bồng, thôn Phú Bồng, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2023, Thái Văn Vĩnh đã tổ chức cho công ty san lấp ngoài phạm vi khu vực được cấp phép, với khối lượng lớn trị giá trên 20 tỷ đồng. Sáng ngày 25 tháng 5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trải qua hơn một tuần điều trị, người đàn ông 45 tuổi ngộ độc botulinum đã ngưng tim tử vong, không kịp dùng thuốc giải độc BAT do Tổ chức Y tế Thế giới WHO viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam. Trước đó, ngày 15 tháng 5, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng ngộ độc botulinum nguy kịch. Thời điểm bệnh nhân tử vong, thuốc giải BAT do WHO viện trợ khẩn cấp cho bệnh nhân đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, trước đó bệnh nhân đã quá thời gian chỉ định dùng thuốc giải. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 5, tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã được phân phối các lọ thuốc giải độc botulinum do WHO viện trợ cho Việt Nam. Tuy nhiên, hai bệnh nhân 18 tuổi và 26 tuổi là anh em ruột đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ không được chỉ định dùng thuốc vì tình trạng sức khỏe thực tế không còn cho phép. Hiện các bệnh nhân đã liệt cơ hoàn toàn, đang được nuôi dưỡng thở máy, chăm sóc tích cực. Ngày 24 tháng 5, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ cưỡng chế thi hành án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Anh Minh, gọi tắt là Bệnh viện Anh Minh vào ngày 31 tháng 5. Cụ thể, ông Vũ Hải Anh phải thanh toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát hơn 238 tỷ đồng. Bệnh viện Anh Minh có hai thành viên góp vốn, gồm ông Anh góp 59 tỷ đồng và em trai là ông Vũ Hải Minh Anh góp 531 tỷ đồng.
Năm 2012, ông Anh vay của ngân hàng Đại Dương Ocean Bank 230 tỷ đồng để bổ sung vốn mua lại một phần vốn góp của em trai trong bệnh viện Anh Minh. Tài sản thế chấp cho khoản vay là toàn bộ đất và tài sản gắn liền trên đất của bệnh viện, cùng toàn bộ vốn góp của hai anh em. Ocean Bank đã giải ngân 83,8 tỷ đồng cho ông Anh. Năm 2016, Ocean Bank kiện ông Anh đòi khoản nợ và lãi 169 tỷ đồng. Sau đó, ngân hàng bán khoản nợ cho công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát. Đến nay, nợ và lãi phát sinh lên đến hơn 238 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán đấu giá tài sản trên với mức giá khởi điểm gần 309 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát đã trúng đấu giá với số tiền hơn 440 tỷ đồng và đã nộp đủ tiền. Ngày 3 tháng 4, chấp hành viên ban hành quyết định giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và thông báo cho Bệnh viện Anh Minh cùng người có liên quan để giao tài sản. Thế nhưng Bệnh viện Anh Minh không tự nguyện giao tài sản. Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với Bệnh viện Anh Minh vào ngày 31 tháng 5 bằng biện pháp trục xuất toàn bộ người và tài sản ra khỏi quyền sử dụng đất, tài sản trên đất ở địa chỉ số 1516 Phan Văn Trị để giao cho người mua được tài sản bán đấu giá là công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát. Ngày 24 tháng 5, Thượng tá Lê Thái, trưởng công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người ngang nhiên xông vào nhà ông Phạm Xuân Tùng, sinh năm 1968 ở số 19 tổ Trung Hiệp, xã Hiệp An, đánh chém 6 người. Trước đó, tối ngày 19 tháng 5, gia đình ông Tùng đang mời khách ăn cơm tối thì bất ngờ nhóm thanh niên khoảng 15 người đi xe máy tới trước nhà. Sau đó, hai nam thanh niên tên Trung và Trang là anh em ruột cùng trú tại xã Hiệp An xông vào hành hung người nhà ông Tùng. Ông Tùng nhìn thấy trong nhóm thanh niên có một người tên Thành là người quen. Ông đến giảng hòa, đã bị Thành và nhóm thanh niên đánh tới tấp, rồi bị đối tượng Trung dùng xe máy tông thẳng vào người khiến ông bị ngã gãy tay. Thấy vậy, ông Phạm Xuân Trúc, sinh năm 1965, anh trai ông Tùng đến can ngăn, đã bị Thành dùng mã tấu chém gây nứt sọ não, gãy xương sườn. Nhóm thanh niên tiếp tục hành hung những người trong gia đình, gồm vợ, con trai, anh trai, em rể ông Tùng, bị chấn thương vùng ngực, tay, mặt, gãy xương ngón giữa tay phải. Với 103 phiếu thuận, 49 phiếu chống và 3 phiếu trắng, Thượng viện Italy đã thông qua sắc lệnh về việc xây dựng cầu treo bắc qua eo biển Messina, nối đảo Sicily với đất liền Italy. Như vậy, sắc lệnh vốn được chính phủ Italy thông qua vào ngày 16 tháng 3 đã chính thức trở thành luật. Giấc mơ về một cây cầu nối đất liền với Sicily qua eo biển Messina đã có từ thời La Mã. Theo ước tính ban đầu, dự án này sẽ mất ít nhất 6 năm để hoàn thành với chi phí khoảng 8,5 tỷ euro. Sau khi hoàn thành, cầu treo Messina sẽ có chiều dài 3.666 mét và sẽ trở thành cây cầu treo dài nhất thế giới.